Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng, trong năm 2022, vận may liên tiếp ùn hùn kéo về, chắc chắn giàu nhanh như vũ bão. Vâng, xin được mến chào quý vị khán thính giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì Diễm Quỳnh thay mặt cho những người thực hiện chương trình mến chúc quý vị gặp thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho quý vị nắm được vận hạn của mình trên các phương diện về tiền bạc, sức khỏe, công danh sự nghiệp và tình duyên, gia đạo. Thưa quý vị, tử vi học có nói mỗi người sinh ra thì đều mang cho mình một số mệnh khác nhau. Không phải ai sinh ra thì cũng được giàu sang phú quý ngay từ trong trứng nước, sống trong nhung lụa. Và cũng không phải ai cũng phải chịu cảnh nghèo hèn, số phận, bần hàn suốt cả cuộc đời. Có những con giáp phải sau trung vận thì mới có được may mắn và giàu sang. Trong năm 2022 thì chắc hẳn là quý vị tuổi Ất Mão sẽ rất tò mò về vận mệnh của mình trong năm sẽ ra sao, đúng không ạ? Thưa quý vị, các nhà tử vi học dự đoán tuổi Ất Mão nữ mạng sẽ có vận may trúng số trong năm 2022, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Và trong phần luận giải về tử vi ngày hôm nay thì các thầy cũng như là thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho những người tuổi Ất Mão về vận hạn của mình trong năm qua. Và qua đó thì sẽ nắm bắt được thiên cơ, quý vị hãy dựa vào đó để thay đổi vận mệnh của mình cho giàu sang, phú quý, nhanh lên chóng mặt quý vị nhé. Và đồng thời thì thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải về tử vi cho tuổi Ất Mão nữ mạng trong năm 2022. Còn bây giờ sẽ là phần luận giải chi tiết cho lá số tử vi của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nữ mạng, vơi bớt những ngày sầu khổ. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nữ mạng cho biết vận trình sức khỏe của những người cầm tinh con mèo tương đối xấu, chịu ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không nên sức khỏe của người tuổi Ất Mão trong năm nay không mấy lý tưởng. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nữ mạng, vận trình tài lộc của những người tuổi Ất Mão năm 2022 diễn ra như thế nào? Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nữ mạng cho hay tổng thể vận trình của những người sinh năm con mèo có nhiều sự xáo trộn. Mặc dù người tuổi Ất Mão không bị ảnh hưởng nhiều bởi thái tuế trong năm Dần, tuy nhiên do số lượng các hung tinh xuất hiện trong tuổi Mão đồng đều cho nên vận thế hầu hết của những người tuổi Ất Mão trong năm nay sẽ trở nên trầm hơn. Trong số đó, nhân duyên và sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi hàm trì, thiên không sẽ dẫn đến những điều không may mắn. Tuy nhiên, về tài lộc và sự nghiệp tương đối mà nói sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Những người cầm tinh con mèo cần phải nhờ đến sự trợ giúp của các cát tinh là Thái Dương và Thanh Long. Vì vậy, trong năm Nhâm Dần, người tuổi Ất Mão có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu. Điểm cốt yếu là làm việc chăm chỉ và phấn đấu để cho vận may có thể tồn tại vĩnh viễn bên mình. Bên cạnh đó, mệnh chủ tuổi Ất Mão hãy nhớ mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là vật phẩm hàng đầu để nghênh đón thái tuế, hóa giải những vận trình xui xẻo của năm do thái tuế mang lại. Năm 2022 Nhâm Dần, thái tuế tinh quân hạ ngạc đại tướng quân cai quản. Thái tuế là hung thần của năm, vậy nên cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để tỏ lòng thành kính, nghênh đón ngài để được bình an, may mắn. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Theo tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nữ mạng thì về mặt sự nghiệp của những quý cô 47 tuổi rất đáng mừng trong năm Nhâm Dần. Được sự trợ giúp của Thanh Long và Thái Dương, công việc của người tuổi Ất Mão trong năm 2022 phát triển vô cùng thuận lợi. Hiệu quả công việc của người cầm tinh con mèo được nâng lên rất nhiều, có thể thường xuyên hoàn thành rất nhanh nhiệm vụ được sếp giao cho. Không chỉ vậy, tư duy và suy nghĩ của người tuổi Mão trong năm nay cũng rất tốt. Những người sinh năm 1975 thường nảy ra đủ loại ý tưởng tuyệt vời, giúp cho lãnh đạo giải quyết vấn đề nên được sếp trọng dụng và đánh giá rất cao. Sự nghiệp của con giáp này cũng nhờ đó mà suôn sẻ, may mắn hơn. Tài vận đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nữ mạng cho biết những người này có tài vận rất tốt trong năm Nhâm Dần. Được sự trợ giúp của cát tinh Thanh Long, những người tuổi Ất Mão năm nay rất lạc quan cho dù đó là mặt chính tài hay thiên tài. Đặc biệt,
vận tài chính của những người sinh năm 1975 vô cùng rủng rỉnh. Những người cầm tinh con mèo thường có thể kiếm được nhiều lợi nhuận trong việc quản lý tài chính. Không chỉ vậy, một số người tuổi Ất Mão có cơ hội được tăng lương lớn, được thăng chức do ảnh hưởng từ sự nghiệp, công danh từ đó mà thăng hoa. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Ất Mão nữ mạng cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, bao gồm các họa tiết thần chú của nhà Phật như lục tự đại minh chú và chú bát nhã tâm kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình, sẽ luôn được thần Phật che chở, trợ giúp, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, gia đạo bình an, tài lộc công danh sự nghiệp viên mãn. Tình cảm, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nữ mạng cho hay, về mặt tình cảm thì không được tốt lắm trong năm Nhâm Dần. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, hàm trì, người tuổi Ất Mão 47 tuổi có thể bị ảnh hưởng bởi đào hoa vượng và gây ra những rắc rối trong hôn nhân trong năm Dần. Trong năm 2022, gia đình của người tuổi Ất Mão tan vỡ, có thể là do các vấn đề về ngoại tình. Sự hòa hợp giữa mối quan hệ cũng giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, những người tuổi Ất Mão tốt nhất nên giữ lòng trung thủy, không quậy phá bên ngoài, nếu không có thể phải trả giá đắt cho những hành động của bản thân. Sức khỏe, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nữ mạng cho biết, vận trình sức khỏe của những người cầm tinh con mèo tương đối xấu, chịu ảnh hưởng của hung tinh, thiên không, cho nên sức khỏe của người tuổi Ất Mão trong năm nay không mấy lý tưởng. Đặc biệt, con giáp sinh năm 1975, thể lực kém trong năm nay, có thể thường xuyên mắc bệnh tật, khiến cho cả người rất mệt mỏi, suy nhược. Những người này không chỉ suy nhược mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của các vận khí khác. Vì vậy, người tuổi Mão nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong năm nay, chăm sóc cơ thể, đừng làm việc quá sức để giữ gìn sức khỏe và gia đạo. Những gia chủ tuổi Ất Mão cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Đây chính là pháp khí phong thủy, chuyên hóa giải thị phi, tiểu nhân hại lén sau lưng, hòa hợp vợ chồng, gia đình, hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như trong công việc, từ đó giúp cho công việc hanh thông, gia đạo bình an, cung tài lộc từ đó rộng mở. Hung cát. Về tổng thể tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nữ mạng có cả tốt lẫn xấu, tương sinh, tương khắc. Bị ảnh hưởng bởi cát tinh và hung tinh, vận may của những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có thể biến động đáng kể trong năm nay. Trong số đó, sự nghiệp và tài vận cũng như nhân duyên trở nên tích cực hơn với sự trợ giúp của Thanh Long và Thái Dương. Nhưng về mối quan hệ sức khỏe, chúng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi sao hàm trì và thiên không. Vì vậy, người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 phải học cách sử dụng điểm mạnh của mình và tránh điểm yếu trong năm nay. Đồng thời, bản mệnh cũng cần phải phấn đấu để phát triển tốt hơn trong những lĩnh vực sở trường của bản thân. Về mặt xấu, những người cầm tinh con mèo cũng nên chú ý và cảnh giác hơn nữa, đừng để các sao hung tinh cản trở đường tài lộc của mình quá nhiều. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Ất Mão năm 2022 nữ mạng, từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, đánh giá 4 sao. Vận trình tài lộc của những người tuổi Ất Mão trong tháng đầu tiên của năm 2022 khá tốt, bị ảnh hưởng bởi không khí lễ hội của năm mới. Tháng này, người tuổi Mão trở nên tích cực hơn trong cuộc sống. Những người cầm tinh con mèo được bao bọc bởi nguồn năng lượng tích cực, cho nên tinh thần của bạn rất sung mãn và tràn đầy năng lượng trong tháng này. Bản mệnh làm việc gì cũng dễ dàng. Nhờ vậy, không ít may mắn được thêm vào tài lộc của con giáp này trong tháng. Tháng 2, đánh giá 3 sao. Trong tháng này, những quý cô 47 tuổi tương đối bận rộn. Do công việc dồn dập trong kỳ nghỉ xuân, cho nên tháng này, người tuổi Ất Mão có thể phải giải quyết nhiều việc vặt. Điều này cũng gây không ít áp lực cho bản mệnh. Nhưng may mắn thay, những người cầm tinh con mèo rất đảm đang và làm việc hiệu quả, cho nên về cơ bản, bạn không cần phải quá lo lắng và bận tâm quá nhiều về công việc của mình. Những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 chỉ cần tự mình làm thì từng bước một, không cần quá băn khoăn, lo lắng. Tháng 3, đánh giá 4 sao. Tổng thể tài lộc của những người tuổi Ất Mão năm 1975 trong tháng này tương đối bằng phẳng.
Bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh, nhiệt huyết trong cuộc sống của người tuổi Mão giảm đi rất nhiều trong tháng này. Công việc và cuộc sống hàng ngày của những người cầm tinh con mèo đều tương đối bình thường, cho nên vận trình tài lộc của bản thân về cơ bản vẫn không được cải thiện. Chất lượng chỉ có thể coi là trạng thái dậm chân tại chỗ một cách ổn định. Vì vậy, những người tuổi Ất Mão nên điều chỉnh trạng thái trong tháng này và làm việc chăm chỉ hơn, có như vậy mới giúp tài vận của con giáp này phát triển. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Ất Mão, năm 2022 nữ mạng cho biết vận trình tình cảm của những người này không mấy khả quan trong tháng này, bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh hàm trì. Những người tuổi Mão đã kết hôn và gia đình có vận trình tình duyên khá mâu thuẫn, xung đột nhiều trong tháng này. Bạn sẽ thường xuyên xảy ra xung đột hoặc cãi vã với người bạn đời của mình vì một số vấn đề nhỏ nhặt. Tháng 5, đánh giá 5 sao. Những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có vận trình tài lộc rất tốt trong tháng này. Với sự trợ giúp của các tinh, những người tuổi Mão có thu nhập kinh tế khá tốt trong tháng này. Bạn có thể nhận được nhiều khoản thu nhập dồi dào, đặc biệt về đường tài lộc, thu nhập từ lương bổng cũng tăng cao do sự nghiệp thăng tiến. Con giáp này có cơ hội tốt để thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc trong tháng này. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 dễ gặp tai nạn thương tích trong tháng này. Chịu ảnh hưởng của sao hung tinh thiên không, người tuổi Mão có thể gặp tai họa về máu và tinh thần trong tháng này. Chẳng hạn như tai nạn xe cộ, té ngã hoặc xung đột thân thể do ẩu đả, xung đột sẽ dẫn đến những tổn thương về thân thể cho người tuổi Mão. Vì vậy, người tuổi Ất Mão nên chú ý tăng cường phòng tránh trong tháng này, bản mệnh chủ động tránh ảnh hưởng của các sao hung tinh, đừng để nguy hiểm có cơ hội tác động lên cuộc sống của mình. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Vận trình sự nghiệp của các quý cô tuổi Mão sinh năm 1975 khá khả quan trong tháng này. Với sự hỗ trợ của ngôi sao may mắn Thái Dương, sự nghiệp của những người tuổi Mão rất tốt, hiệu quả công việc rất cao, có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Không chỉ vậy, một số người tuổi Ất Mão có kinh nghiệm thường có thể đóng góp cho công ty trong tháng này, cho nên được lãnh đạo đánh giá cao và trọng dụng. Nếu bạn có thể tiếp tục duy trì trạng thái tốt như vậy, thì việc tăng lương thăng chức cũng không thành vấn đề. Tháng 8, đánh giá 3 sao. Vận trình tình cảm của quý cô 47 tuổi khởi sắc trong tháng này. Tuy có sự can thiệp và ảnh hưởng từ sao hung tinh hàm trì trong năm Dần, nhưng may mắn thay, phần lớn người cầm tinh con mèo đều biết cách nghiêm khắc với bản thân, bản mệnh, cũng có thể kiềm chế ảnh hưởng của vận đào hoa trong cuộc sống, nên tình duyên của bạn trong tháng này và vận may sẽ được cải thiện. Đặc biệt, mối quan hệ giữa một số cô gái và nửa kia đã bớt căng thẳng, đôi bên hiểu nhau và mối quan hệ tình cảm ngày càng được hâm nóng, khăng khít hơn. Tháng 9, đánh giá 5 sao. Người tuổi Mão 47 tuổi có vận trình tài lộc rất tốt trong tháng này. Với sự giúp đỡ của các tinh, một số người tuổi Ất Mão đã đầu tư vào quản lý tài sản và có thể thu được rất nhiều lợi nhuận từ cổ phiếu hoặc quỹ trong tháng này. Vì vậy, kinh tế và tài vận của bản mệnh cũng được cải thiện rất nhiều. Tuy thu nhập của những người sinh năm 1975 có tăng lên, nhưng tuổi Mão cũng nên chú ý đến vấn đề kiểm soát chi tiêu. Bạn không được tiêu xài hoang phí, nếu không sẽ dễ cản trở sự giàu có của bản thân. Tháng 10, thời gian từ 7 tháng 11 năm 2022 đến 7 tháng 12 năm 2022, đánh giá 4 sao. Vấn đề sức khỏe của người tuổi Ất Mão trong tháng này cũng khá lạc quan. Tại thời điểm này, người cầm tinh con mèo sinh năm 1975 có tinh thần khá thoải mái, bản mệnh thể hiện khía cạnh vui vẻ hơn trong cuộc sống và tính tự giác nghiêm túc cũng như là chăm chỉ có thể giúp ích cho nhiều thành viên trong gia đình. Người tuổi Mão tăng cường thể lực cho nên hầu hết những người này trong tháng này đều có thể sống rất thuận lợi. Về cơ bản mà nói, bản mệnh rất ít khi bị bệnh tật quấy rầy. Tháng 11, thời gian từ 7 tháng 12 năm 2022 đến 5 tháng 1 năm 2023. Đánh giá 3 sao, tổng thể đường tài lộc của những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng này nhìn chung ở mức trung bình. Vận may về mọi mặt của bạn trong tháng này tương đối ổn định. Về cơ bản, người tuổi Mão sẽ hiếm khi bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài hay chiêm tinh. Vì vậy, những người này chỉ cần tận hưởng cuộc sống hiện tại của bản thân. Tháng 12, đánh giá 5 sao.
thời điểm cuối năm, nhiều nữ tuổi Ất Mão có thể phải lo chuẩn bị đón năm mới và làm việc nhà, cho nên tổng thể tài lộc sẽ có chút náo nhiệt. Nhưng may mắn thay, những người tuổi Mão sinh năm 1975 có năng lực tốt, bạn có thể quản lý gia đình tốt, nên hầu hết đều giữ được trạng thái ổn định, suôn sẻ về tài lộc. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người sinh năm 1975, Ất Mão, nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Và qua đó thì quý vị cũng đã nắm được vận hạn của mình, biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2022, đúng không ạ? Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đến cuối video này. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để chúng ta cùng nhau cập nhật những kiến thức cơ bản về tử vi và phong thủy quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.